Sáng ngày 11 tháng 11, Ban Nhân dân ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện, lãnh đạo địa phương cùng hơn 50 đại biểu, đại diện cơ quan, tôn giáo và nhân dân về tham dự ngày hội. Ấp Phú Mỹ nằm trên đường tỉnh 957, có diện tích 235 ha, với 492 hộ dân, tương đương hơn 2.400 nhân khẩu, từ đầu năm đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ấp Phú Mỹ đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như vận động nhân dân tham gia hiến đất xây dựng nghĩa địa nhân dân với diện tích hơn 1.500 m2, vận động hỗ trợ sửa chữa, cắt mới hai căn nhà cho hộ nghèo, giới thiệu hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn gia vốn phát triển kinh tế gia đình thăm hỏi tặng 162 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo cận nghèo hộ khó khăn trên địa bàn tổ chức trồng hoa dọc tuyến đường 957 thuộc địa bàn ấp với chiều dài khoảng 5 km tạo cảnh quan môi trường thêm xanh sạch đẹp các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân chính sách an sinh xã hội được đảm bảo tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí ấp nông thôn mới phát biểu tại buổi họp mặt bà Lê Quỳ Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của ban nhân dân và người dân ấp Phú Mỹ. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị thời gian tới Chi quỹ chi bộ, ban công tác mặt trận ấp Phú Mỹ cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước của ấp, tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục duy trì và nâng chất ấp nông thôn mới tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong năm 2022. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã biểu dương khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2022 và trao tặng 10 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ.